Bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Vị trí em đang đứng là trung tâm luôn ha, và cách chợ Long Điền khoảng tầm chưa tới 200 m ha. Tí nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem, cách đường nhựa khoảng tầm 30 m. Và cách cái trường học Long Liên đây là bắn tầm nhìn khoảng 100 m đường chim bay ha. Thì hôm nay em có cái sản phẩm mà một cái lô đất sát cái vách nhà này luôn. À, đây. Rất sát cái nhà luôn nha quý anh chị. Ngang 5,5 m nè. Sâu vào trong là 24,7 m. Và chủ đã lên 60 m thổ cư rồi. Mà giá chỉ có 1 tỷ 450 triệu quý anh chị. À, quá là rẻ luôn ha. Đó, nằm trong khu dân cư của thị trấn Long Điền nha quý anh chị. Đó, bây giờ em sẽ quay ra chợ Long Điền nha quý anh chị xem ha. Sát cái vách nhà luôn nha quý anh chị. Đó, sát cái nhà luôn nè. Đây là khu dân cư kính luôn quý anh chị ha. Tiện ích xung quanh rất là gần luôn. Trường học nè, chợ, rồi ủy ban, trung tâm hành chính huyện. Đây là đường nhựa thông thương hết nha. Đường này là đường mạc định chi nha quý anh chị. Đó, đường thông thương hết. Đây ra chợ nè. Vị trí ra chợ tầm 200 m là đến không quý anh chị. Thì vị trí của mình là cách biển Long Hải khoảng tầm 9 km ha, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 85 km cho quý anh chị. Đây. Đó, ra đây tới chợ nè. Đây chợ Long Điền quý anh chị. Khá là gần thôi. À, đây, đường này là đường mặt Thanh Đạm quý vị ha. Phía trước mình là ngã năm Long Điền này. Đây là chợ Long Điền đây. À, chợ này thường thường nó sầm uất rơi vào tầm buổi sáng ha. Nhưng mà em quay đây là em quay buổi chiều. À, chợ sáng nha quý vị. Buổi sáng là cực kỳ đông luôn. Đấy. Phía trước mình là ngã năm Long Điền. À, đấy. Đây là chợ Long Điền quý anh chị. À, thì em xin nói là cái diện tích lô đất của mình là ngang 5,5 m, dài vào trong là 24,7 m, và chủ đã lên 60 m thổ cư. À, ở đây là xây dựng tự do ha, và đất của mình là phủ hồng toàn bộ. À, quý anh chị nào đang quan tâm thì inbox cho em, giá chỉ có là 1 tỷ 450 triệu thôi. Thì cái hướng này là về thành phố Bà Rịa, cách thành phố Bà Rịa khoảng tầm 3 km, và hướng kia là về chợ Hòa Long, cách chợ Hòa Long khoảng tầm 2 cây số nha quý anh chị. Còn hướng này là về Long Tân, về chợ Long Tân ha. Tại vì ngã này là ngã năm Long Điền nha quý anh chị. Còn hướng này là về đường này, đường Dương Bạch Mai. Hướng này về đất đỏ, về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Siêu Mộc đây ha. Đây, vị trí mình vào đây. À, vài trăm mét thôi là tới sản phẩm của mình rồi. À, gần trường học, chợ, ủy ban luôn. Rồi, để em quay cái sổ và sổ quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. À, thửa đất số là 13193, tờ bản đồ 60, địa chỉ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 135,8 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng 60 thổ cư, còn lại cây hàng năm khác ha. Thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình, thì đất quay về hướng đông. Quý anh chị nào hợp hướng đông thì inbox cho em ha. Ngang 5,5 m này, sâu 24,7 m. Đất mình vuông vức đẹp hết, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Đây là cái quy hoạch của mình, ngang 5,5 m, sâu 24,7 m. Ở phía sau cũng 5,5 m luôn ha. Đất của mình phủ hồng toàn bộ hết nha quý anh chị. Tổng diện tích của mình là 135,8 m² ha. Đất ở đô thị hết luôn ha. Cho quý anh chị xem khu dân cư ở đây nè. Đó. Đây ra đây phát là ngay ngã năm Long Điền ha. Đó, khá là gần. Đây là chợ Long Điền đây. Đó, hướng này là về đường Dương Bạch Mai này, là Võ Thị Sáu này, về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Mình là nằm ngay trung tâm luôn, gần trường học, chợ, ủy ban luôn nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm ngay trung tâm thị trấn Long Điền thì inbox cho em nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.